Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi nên chăn nuôi là ngành nghề truyền thống lâu đời của người dân Cao Bằng. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, việc chăn nuôi trong khu dân cư đã không còn phù hợp. Song, việc di rời trang trại, cơ sở chăn nuôi là không hề đơn giản vì liên quan đến quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và vốn đầu tư. Vì thế, lộ trình di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi dân cư phải phù hợp để không gây mất cân bằng nguồn cung ứng thị trường cũng như xáo trộn đến nền kinh tế nông nghiệp và đời sống của các hộ chăn nuôi. Gần 30 năm gắn bó với nghề chăn nuôi lợn, một năm hai lứa, gia đình ông Bách đều đặn duy trì đàn từ 10 đến 20 con. Mỗi năm xuất bán hơn 4 tấn lợn thịt, đem lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng một năm cho gia đình ông. Tuy nhiên, nếu như 20-30 năm trở về trước, khu vực chuồng trại của gia đình ông Bách xây dựng còn thưa thớt, vắng vẻ, thì nay, với tốc độ đô thị hóa chóng mặt, khu dân cư san sát, không gian chăn nuôi vì thế cũng bị bó hẹp và trở nên không phù hợp với không gian phố thị. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của sự phát triển, chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán đã không còn phù hợp, nhất là trong điều kiện có nhiều dịch bệnh và tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường ngày càng đòi hỏi cao hơn. Vì vậy, việc di rời các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư là xu thế tất yếu. Đây cũng là cơ hội để địa phương hình thành một nền chăn nuôi lớn hiện đại có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi sản xuất thực phẩm của thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để địa phương hình thành một nền chăn nuôi lớn hiện đại có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi sản xuất thực phẩm của thị trường trong và ngoài tỉnh. Theo kết quả điều tra nông nghiệp nông thôn năm 2020, toàn tỉnh có 11.912 hộ chăn nuôi ở khu vực thành thị. Kết quả rà soát của các huyện, thành phố, toàn tỉnh có trên 500 hộ chăn nuôi trong khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu đông dân cư có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi. Mặc dù việc chăn nuôi gia súc gia cầm mang lại thu nhập cho người dân, tận dụng được lao động nhàn rỗi, phụ thu phế phẩm, thức ăn thừa. Thế nhưng việc chăn nuôi trong khu dân cư tác động đến cộng đồng vì gây ô nhiễm môi trường, đó là chưa kể nguy cơ dịch bệnh. Mặt khác, chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư do không đảm bảo yếu tố an toàn sinh học, gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước khi có dịch bệnh xảy ra. Thực tế, cho dù hộ chăn nuôi trong khu dân cư thường xuyên vệ sinh chuồng trại, lắp đặt biogas vẫn không thể xử lý triệt để mùi hôi. Mùi hôi thối ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư và điều quan trọng là các chất thải, nước thải từ chăn nuôi có thể ảnh hưởng đến không khí, nước mặt và nước ngầm. Khi thải ra ngoài môi trường, những chất thải chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm này bị lưu giữ trong đất, gây ô nhiễm nguồn nước. Do đó, việc ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi và một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi là cần thiết. Từ quy định pháp luật và tình hình thực tế, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Để cụ thể hóa các quy định của luật chăn nuôi và các quy định pháp luật khác có liên quan, đồng thời tạo cơ sở định hướng lại việc quy hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn quản lý của các cấp chính quyền địa phương. Nghị quyết quy định những nơi không được chăn thả gia súc ấy, theo quy định của luật chăn nuôi ấy, đến mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì ở trên địa bàn trung tâm thành phố và trung tâm các huyện thị thì sẽ không được phép chăn nuôi gia súc. Chính vì vậy thì để mà làm tốt cái chính sách này thì ban cũng đã tiến hành khảo sát và cái nghị quyết này cũng đã được chuẩn bị và thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan được Ủy ban tỉnh giao chủ trì thẩm chuẩn bị các nội dung. Thì đã một là tiến hành lấy ý kiến của người dân. Thứ hai nữa là xác định cái nhu cầu. Khi mà chuyển đổi không được phép chăn nuôi nữa thì có chuyển đổi hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi hỗ trợ một lần về di rời chuồng trại đến nơi khác hoặc là ngừng không được chăn nuôi nữa thì trong cái việc đấy thì ban cũng đã thẩm tra rất là kỹ. Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Có 6 điều, trong đó quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Quy định chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi. Nguyên tắc, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ.
chính sách hỗ trợ tập trung vào 3 nội dung chính: hỗ trợ chi phí đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động chính của các hộ bị ảnh hưởng, hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi khi ngừng hoạt động chăn nuôi mà không có nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và hỗ trợ di rời chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Theo đó, tổng số hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng là hơn 500 hộ, tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề dự kiến khoảng 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Năm 2022 thì là hội nông dân phường thì theo chủ trương của nghị quyết thì đã triển khai và tuyên truyền đến hội viên nông dân và trong các buổi sinh hoạt và sinh hoạt của chi hội là hội chi hội trưởng đã tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi. Thì phường Hợp Giang thì rất là ít hộ chăn nuôi thôi vì là phường trung tâm, hội viên thì cũng ít mà đa số là kinh doanh dịch vụ thôi, thì là đã tuyên truyền vận động đến hội viên nông dân và cũng có rất là nhiều ý kiến. Là người ta chăn nuôi rất là lâu năm rồi thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tại vì những cái hộ này đa số đều là những hộ lớn tuổi, ngoài 50 và 60 rồi. Các hộ chăn nuôi thì là cũng có phản ánh là họ sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn. Và một số hội viên là ở khu vực tổ 5 và bao nhiêu năm là chăn nuôi là cả gia đình là nguồn thu nhập chính ạ. Và vì là họ chỉ là chăn nuôi lợn là số lượng khá lớn thì xung quanh dân cư thì người ta cũng có ý kiến phản hồi là cũng ảnh hưởng đến môi trường sống ở xung quanh, vì những ngày nắng mưa thì cũng có mùi, kể cả họ làm hầm biogas và vệ sinh rất là sạch sẽ rồi nhưng mà cũng ảnh hưởng đến những hộ dân bên cạnh. Bên phía hội thì cũng đã nắm tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân và một số hộ thì họ có ý kiến là muốn được hỗ trợ một lần, tại vì bây giờ cũng lớn tuổi rồi không thể nào mà chuyển đổi ngành nghề mà đi đào tạo nghề nữa, thì là muốn nhà nước là có cái chính sách hỗ trợ để họ chuyển sang làm kinh doanh nền ngành nghề khác để hỗ trợ để bớt thêm phần nào trong cuộc sống. Nói chung là cái này thì theo nghị quyết của thành phố thì không có chăn nuôi thì cũng nói chung là dân thì cũng chấp hành thôi, nhưng mà bây giờ chủ yếu là bây giờ chăn nuôi cũng lâu rồi, bây giờ là không nguồn thu nhập chính cũng là về chăn nuôi đấy, nông dân mà. Thì bây giờ nếu không chăn nuôi trong thành phố thì thêm trên là giúp đỡ tạo điều kiện coi như là cái chuyển, một là chuyển đổi, hai là cái tiền hỗ trợ cho tương đối một chút thì mới chuyển đổi đi chỗ khác được, hay là một tí công việc không thì là chuyển đổi công việc khác. Trên thực tế, việc cấm chăn nuôi trong khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của một số hộ chăn nuôi và có thể tác động đến nguồn thu nhập. Bên cạnh đó còn tác động đến nguồn cung thị trường khi giảm đàn chăn nuôi. Do vậy, lộ trình thực hiện cần chú trọng đến chuyển dịch chăn nuôi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, sang chăn nuôi quy mô trang trại, tập trung, đảm bảo an toàn sinh học, tăng cường công tác xây dựng cơ sở chăn nuôi Việt Gáp, an toàn dịch bệnh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi, đẩy mạnh việc chăn nuôi theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, sản lượng vật nuôi, bù vào số lượng giảm khi thực hiện nghị quyết. Xa hơn là chú trọng trong triển khai thu hút nguồn lực trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước để đầu tư vào phát triển chăn nuôi. Nhưng trong thời gian vừa qua ấy, thì tỉnh, thành phố và phường cũng đã tuyên truyền cho nhân dân là sẽ không nuôi lợn, nuôi chăn nuôi gia súc ở trong địa bàn phường nói chung và trên địa bàn tổ nói riêng. Tổ dân phố thì đã triển khai tuyên truyền vận động ở trong hội viên, đoàn viên, trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhìn chung đảng viên, đoàn nhân dân ấy, thì rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì chúng ta là cái quỹ đất ở trong cái phường Hợp Giang ấy là rất hẹp, ít, mật độ dân cư là đông, nếu để như thế này ô nhiễm. Cho nên là cái việc là không chăn nuôi tại khu vực địa bàn phường Hợp Giang nói chung và trên địa bàn tổ nói riêng là luôn được nhân dân, cán bộ, đảng viên trong tổ là ủng hộ. Trong thời gian tới để thực hiện tốt cái này là tổ dân phố chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động là các hộ dân là sẽ không chăn nuôi tăng gia trên địa bàn và sẽ thông báo cái chính sách hỗ trợ của tỉnh, của thành phố tới từng hộ gia đình để các hộ gia đình là yên tâm trong cái việc chăn nuôi tăng gia.
Theo bản thân tôi thì là thấy nghị quyết này là rất là phù hợp với đối với thành phố Cao Bằng cũng như là những khu đô thị để cho môi trường là xanh sạch hơn. Và nói chung là phường Hợp Giang thì cũng có vài hộ chăn nuôi thôi thì sẽ thực hiện sẽ dễ hơn, và nghị quyết này thì là rất là hợp với lòng dân và đa số dân ở trên địa bàn phường. Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.